Tập 3. Cúng con, anh đứng lại cho tôi. Anh đứng lại đó. Mấy người bỏ tôi ra đi mà. Bà, tôi phải đi tìm cúng con nhà tôi. Cúng con à, bà đừng kích động nữa. Bỏ tôi ra, tôi phải tìm cúng con. Bà, cúng con à. Hương Mai, bà, tôi phải đi tìm cúng con nhà tôi. Hương Mai à, cúng con à. Hương Mai, chị rất nhớ cúng con. Ngoan. Nhưng bây giờ, nó đã khôn lớn thành người rồi. Cần có thời gian để làm việc riêng của nó. Chị là người thân thiết nhất của nó. Ngoan. Bà nhận nhầm cậu con trai đó thành cháu trai mình. Bà nhầm tên lừa đảo đó là cháu trai. Lừa đảo. Tâm trạng cứ trồi sụt thế này, huyết áp quá cao, phải để bà ấy sớm dịu lại. Hay là tôi đi tìm cậu cháu trai kia về đây nhé, để tôi thử. Tam sản. Anh Tam sản. Anh Tam sản. Anh Tam sản à. Anh mở cửa chút đi. Anh còn sợ tôi à. Đàn ông đàn an. Anh Tam sản. Hai người đứng canh ở đây. Sao cô lại ở đây? Sao cô lại có địa chỉ nhà tôi? Ông anh đăng ký lúc vào viện đó. Gọi cho anh cũng đâu có nghe. Ông tôi làm sao? Ông không sao. Tôi đến tìm anh là vì bà anh. Bà tôi. Tôi. Thì bà Quế đó. Anh vẫn nhớ chứ? Cái bà ở viện dưỡng lão tưởng nhầm anh là cháu trai, gọi là cún con đó. Bây giờ bà ấy cứ làm ầm lên đòi gặp anh. Không phải chuyện đó liên quan gì đến tôi. Cô cứ bảo bà ấy là tôi chết rồi, đêm sẽ báo mộng cho bà ấy. Tôi cũng muốn nói vậy lắm, nhưng tôi không thể nào nói như vậy được. Cháu trai bà ấy chết thật rồi. Hơn nữa còn là bà ấy bất cẩn làm ngã chết. Vậy thì cũng đâu có liên quan đến tôi. Anh có lương tâm không vậy? Không phải tôi không có lương tâm, là không có thời gian. Cô xem, thứ nhất tôi bị trẹo chân rồi, không tiện đi lại. Hai là công ty chúng tôi yêu cầu rất cao về thành tích. Tôi giả làm cháu trai với cô cả đêm. Ngày mai tôi có phải đi làm nữa không? Có kiếm tiền nữa không? Suy cho cùng vẫn là bán thực phẩm chức năng, chỉ biết có tiền. Nói thừa. Nếu không có tiền thì viện dưỡng lão mấy người chịu cho ông tôi ở miễn phí chắc.
Được. Làm gì? Có từng này thôi. Giả làm cháu trai được không? Cô đi. Què mà còn chạy nhanh thế. Cháu trai của bà Quế bị tai nạn vào lúc 5 tuổi. Vì chuyện này mà quan hệ giữa con trai, con dâu và bà ấy vô cùng tệ hại. Bây giờ còn bị hội chứng suy giảm trí nhớ, nhầm cậu thành cháu trai bà ấy. Cúng con, trông tôi giống người 5 tuổi lắm sao? Có thể tâm trí của bà Quế, đứa bé này vẫn không ngừng lớn lên. Chị Tuệ, chị nói nhiều với anh ta làm gì? Anh ta chỉ nhìn mặt tiền thôi. Có tiền thì làm cháu trai. Tiểu muội, nói năng kiểu gì đấy? Im mồm. Tôi rót cho chị cốc sữa được không? Con muốn uống không? Nào, bà ơi. Cún con, Hương Mai, bình tĩnh đã, không thể kích động được. Cún con, im lặng nào, nhận tiền rồi đấy, không được kích động. Hãy kích động là huyết áp lại tăng. Nếu bà không nghe lời là tôi bảo cún con đi đấy. Được, tôi nghe lời. Nào, cún con, mau vào đây. Mau tới bên bà nào. Cún con, bà ơi, cún con. Cún con của bà. Cún con. Cún con. Cún con à. Cún con. Sao lúc nãy cháu không nhận ra bà chứ? Cháu cũng không ngờ có thể gặp lại bà trong những năm còn sống. Vậy bà gọi cháu, sao cháu lại bỏ chạy? Cháu sợ mình bật khóc. Cún con à. Cún con. Cún con à. Cún con. Cún con, chúng ta đừng khóc nữa. Cún con, cháu biết không, bà nhớ cháu. Nhớ cháu đến phát điên rồi. Cháu cũng nhớ bà lắm. Nhớ bà. Cún con, cháu chờ nhé, bà cho cháu xem cái này. Cháu nhìn này. Cún con, cháu nhìn đi, đây là ảnh của cháu lúc nhỏ. Những lúc bà nhớ cháu là lại lấy ra xem. Đây là cháu sao? Đúng rồi, là cháu đấy. Trí tưởng tượng của bà tốt thật. Bà mau cất đi, cất cẩn thận đi. Cún con, mẹ cháu vẫn còn giận bà sao? Hết giận rồi, hết giận từ lâu rồi. Thật à? Thật. Mẹ cháu còn bảo cháu gửi lời hỏi thăm bà. Vậy à? Tốt quá. Vậy cháu cũng thay bà hỏi thăm mẹ nhé. Dân. Cún con này, cháu về nhà thì bảo với bố mẹ cháu, bảo họ đừng lo cho bà. Mọi người ở đây đều tốt với bà lắm. Bà cứ an tâm ở đây nhé. Họ thật sự rất tốt với bà. Tiểu muội à. Tiểu muội, nào nào qua đây. Nào nào. Nào nào qua đây. Tiểu muội, vào lại đây. Nào lại đây. Cún con này. Cún con, bà cứ tối ngày canh cánh về hôn nhân đại sự của cháu. Từ sáng tới tối bà cứ tìm đông tìm tây. Cháu xem, cuối cùng cũng tìm được cho cháu một nàng dâu. Nàng dâu này ổn. Cháu rất ưng. Bà, tốt, tốt, tốt phải không? Bà tìm thì sai vào đâu được. Không chỉ xinh xắn, còn dễ sinh nở. Tốt thật. Nào nào, tiểu muội, nào, cháu đeo cái này vào. Không, cái này đắt quá. Không đâu, cái này là bà để dành cho cháu dâu của bà mà. Đeo vào đi, nào đeo vào. Đẹp quá. Đẹp phải không? Đẹp quá đi, bà để dành cho cháu đấy. Đẹp phải không? Cháu xem nào, đẹp quá. Đáng đời. Anh đã nhận tiền rồi đấy. Phải kèm chăm sóc khách hàng. 200 tệ giúp cô giải dây. Quá tam sản. Bà ơi, chiếc vòng này đắt lắm nhỉ?
Đó là đương nhiên, để dành cho cháu dâu mà kém được sao? Đây là dòng tổ truyền đấy. Tổ truyền đấy. Có đưa không? Đi nhanh. Cháu trai lớn rồi, đẹp trai quá. Bà dâu, nàng dâu này hậu đậu lắm, cẩn thận lại làm dở. Chúng ta đợi đến lúc đám cưới hẳn đeo. Đám cưới hẳn đeo à? Phải đấy, lúc đó hợp lý mà, đúng không? Được, 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 khi nào cưới hẳn đeo. Chúng ta đợi khi nào cưới nha. Bà ơi, bà cũng gặp được cúng con rồi. Bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Bà giữ gìn sức khỏe thật tốt, cúng con mới yên tâm được phải không? Đúng là hơi buồn ngủ. Được, bà nghe cháu. Vậy bà nghỉ ngơi nhé. Cún con à? Cún con. Cháu trở về nói với ba mẹ của cháu. Trước đây là bà không hiểu chuyện. Bà đã phạm sai lầm. Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Bà nhất định sẽ sửa, bà không dám nữa đâu. Cháu nghe thấy chưa cún con? Cháu nghe rồi. Cháu bảo với ba mẹ cháu bà sai rồi, bà không dám nữa đâu. Cậu thanh niên, cảm ơn cậu nhiều lắm. Để mất một đêm của cậu, mau về ngủ bù một giấc đi. Giờ này cháu đi làm thẳng đi. Vậy thì ngại quá. Không sao không sao. Tiểu muội, cháu đi tiễn đi. Phải rồi, bà phải cùng chị Tuệ về điền bản biểu. Cháu chờ bà nhé, chúng ta cùng về. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt, bà đi thông thả. Người nhà, đi cửa sao? Liên quan gì đến anh? Anh có gì vậy mà không nhận tiền không? Một đồng tiền, một đồng kịch. Cách xê cô trả tôi, diễn xuất của tôi. Phải nhập tâm một chút chứ. Hai trăm. Giả què chạy một vòng đã kiếm được tận mấy trăm. Đồng tiền vô liêm sỉ đúng là dễ kiếm. Giá đi diễn bây giờ toàn như thế mà. Hơn nữa, cô muốn để bà cụ nhìn thấy bộ dạng tôi bị thương à? Còn giả què. Còn có chút lương tâm cơ à? Tôi không có lương tâm đâu nhé. Làm ăn là làm ăn. Cô đưa tôi tiền, tôi phụ trách biểu diễn. Chỉ vậy thôi. Gì vậy? Nếu sau này có vai gì lại đến tìm tôi nhé. Phim nghệ thuật cũng đóng được. Đi đây. Làm cháu giật mình. Tiểu muội à, cháu còn biết vẽ nữa cơ à. Tiểu muội. Tiểu muội. Cháu vẽ cho ông một bức. Cháu vẽ chơi thôi mà. Cháu làm cho người ta. Ông nhìn bọn họ đi. Chơi cờ kìa, ông xem. Ông ra chơi với họ đi. Cháu vẽ cho ông một bức. Ông nói cháu nghe, ông không cuốn được đâu. Ông mà cuốn một cái là lại khó thở. Bức bối lắm. Dễ dễ dễ. Cháu vẽ cho ông đẹp một chút nhé. Vậy sao ông không đẹp một chút đi? Cháu nói kiểu gì vậy? Cháu vẽ trẻ ra một chút là đẹp rồi. Hồi ông còn trẻ, mọi người đều gọi ông là Mai Lan Phương. Mai Lan Phương mặt nhỏ tròn mà. Mai Lan Phương cũng có lúc mặt dài. Anh ta gầy đi một cái là thành mặt dài. Mọi người toàn nói ông từ phần mũi trở lên là giống Mai Lan Phương. Cháu sẽ cố. Ông chơi bẩn, ông đi lại. Hôm nay chúng ta chơi lại. Nào nào, thôi thôi nhỏ tiếng đi. Tránh ra tránh ra. Dễ à.
Vậy ông ấy phải không? Giống đi chứ, đẹp hơn bên ngoài nhiều. Bên ngoài rõ xấu. Không phải chứ? Thật đấy, dễ đẹp lắm. Nào nào, tiểu muội, vẽ cả cho ông một bức đi. Ông cũng một bức. Này tôi cũng muốn một bức, tôi còn chưa vẽ xong mà. Nào nào, vẽ cho tôi đi. Vẽ cho cả ông ấy. Nhiều người như vậy làm sao cháu vẽ hết? Mọi người đừng góp vui nữa. Cháu cứ vẽ từ từ. Cháu vẽ cả cho ông ấy rồi. Ông nói ông phát bệnh là nó vẽ ngay. Ông nói ông phát bệnh là nó vẽ ngay à? Ông chóng mặt quá. Chú Trương ơi, chú Trương, chú quản hồng một chút đi. Cháu vẽ cho bọn ông đi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi chỉ muốn vẽ. Chỉ muốn nó vẽ thôi mà. Được được được, tiểu muội à, như vậy đi. An toàn là trên hết. Cháu cứ vẽ cho họ một chút. Phải đấy, vẽ cho bọn ông đi. Bằng không sẽ có án mạng thật đấy. Được, vậy chúng ta bắt đầu từ thiếm thạch. Nào, được. Được. Không phải nói chứ, bức nó vẽ cho ông đẹp thật. Ông làm gì mà đẹp thế? Bên ngoài rõ xấu. Thực sự vẽ ông kìa, vẽ ông đấy. Nào nào, tấm này vẽ đẹp quá. Mai Lan Phương giống ông ấy thật chứ, đẹp thật đấy. Đúng là không nhìn ra, một cô gái bé nhỏ như vậy còn là họa sĩ lớn. Thực sự đấy, cháu vẽ từ hồi cấp 2 rồi, vẽ gần 10 năm. Vẽ đẹp lắm. Edison, điều kiện tốt sẵn rồi, vẽ thế nào cũng đẹp. Bạn nhỏ Tiểu Ái, gốc nghiêng, gốc thẳng đều đẹp, nhìn thấy không? Là tôi, Tọa Sơn Điêu, giống thế. Tọa Sơn Điêu. Tiểu muội, bà có chuyện này cần thương lượng với cháu. Muốn nói với bà, cháu nói trước đi. Bà nói trước đi. Bà nói trước đi. Bà nói với cháu một chuyện nghiêm túc. Bà muốn giao viện dưỡng lão lại cho cháu. Cháu không hiểu gì sao giờ này bà trở nên rất lớn ác. Lớn ác đến độ cháu sắp không chịu nổi. Đợt này cuộc sống của cháu đã đủ loạn lắm rồi. Nếu thật sự không ổn thì cháu sẽ dọn ra ngoài ở. Cháu biết, dù cháu có lớn đến đâu thì trong mắt bà cháu vẫn là một đứa trẻ. Nhưng cháu đã 23 tuổi rồi. Bà ơi, cháu có quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Dĩ nhiên, bà cũng chỉ lo lắng cho cháu, suy nghĩ cho cháu, sợ cháu sau này không nơi nương tựa. Nhưng đó không nên là lý do để bà quyết định thay cháu. Bà nghe cháu nói hết đã. Thời đại đã thay đổi rồi. Khác trước rồi, không còn thời đại của bà nữa. Cháu không nhất thiết phải biết nấu ăn, phải biết lái xe. Thậm chí cháu còn không nhất thiết phải đi làm. Chỉ cần cháu có điện thoại, có máy tính là có thể giải quyết tất cả. Cho nên cháu chỉ muốn làm việc mà mình thích. Một việc có thể khiến cháu thực sự vui. Được không? Nhưng mà bà ơi, không nhân gì hết. Cháu nghĩ cháu có thể sống một cuộc đời như vậy. Cháu có lòng tin. Cho nên cháu hy vọng bà cũng có lòng tin vào cháu, có được không? Bà chỉ muốn cho cháu làm thử. Nhưng cháu cứ không thích thì sao? Coi như bà ép cháu có được không? Nếu cháu nói không được thì sao? Tùy bà vậy. Đằng nào bà cũng chẳng nghe cháu đâu. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Đừng giả bộ nữa. Tôi biết ông chưa ngủ đâu mà. Sao ông cứ chọn giữa đêm hôm giả thần giả quỷ vậy? Làm gì vậy? Chúng ta cùng nghiên cứu xem nên xử lý lão già họ Hóa như thế nào. Tại sao phải xử lý ông ta? Lão già họ Hóa này kéo bè kéo cánh cướp người phụ nữ của tôi. Tôi không cùng chiến tuyến với ông ta. Viện trưởng Lâm không phải người phụ nữ của ông, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là vấn đề thời gian. Từ hồi Olympic Bắc Kinh, ông đã nói chỉ là vấn đề thời gian rồi. Hồi đó ông còn trẻ, mới hơn 60 phải không? Bây giờ thì sao? Ngày mai rồi lại ngày mai. Ngày mai nhiều vô kể. Quay về đi ngủ đi. Tôi không cần ngày mai mãi nữa. Ông Hầu, khuya như vậy rồi có chuyện gì vậy? Tố Phân, vẫn chưa ngủ à? Phải. Sao ông vẫn chưa ngủ? Ông xem mấy giờ rồi? Ngày mai ghi ra một bản thời gian sinh hoạt rồi nộp cho tôi. Có phải ông và Trường Sinh lại có họp hành bí mật gì không? Không không không, Trường Sinh ngủ lâu rồi. Vậy sao ông vẫn chưa ngủ? Tôi nhớ. Nhớ cô. Nhớ về một câu cô từng nói trước kia. Tôi từng nói cái gì? Cô nói, cô bảo cô thích ca khúc Liên Xô. Tôi nói vậy hồi nào? Nguyên đáng. Đêm hội liên quan nguyên đáng. Chẳng phải cô đã nói như vậy sao? Thật làm khó anh rồi. Vẫn còn nhớ. Tất nhiên tôi còn nhớ rồi. Tôi bảo lão Ngô ở phòng 207 tải về một ca khúc Liên Xô, để cho cô một bản trên bàn của cô. Có một chiếc USB. Cô tìm cái loa, cắm USB vào cái loa là nghe được rồi. Sao? Không thích hả? Thích chứ. Thích. Ông Hầu, cảm ơn ông. Tố Phân, tôi phải cảm ơn cô. Tôi đến viện dưỡng lão hơn 10 năm rồi. Tôi thực sự không coi đây là viện dưỡng lão. Tôi coi nó là nhà. Tôi trôi nổi mấy mươi năm. Cô không biết tôi may mắn thế nào đâu. Tôi biết. Điều may mắn hơn nữa là gặp được một nhóm anh em tốt. Tố Phân, nghe được tiếng cười của cô, tôi mừng quá. Đã mấy ngày không thấy cô cười rồi. Đó là vì tôi áp lực quá. Tố Phân, cô đừng suốt ngày lo toan cho họ quá. Cô phải chăm lo tốt cho mình. Vì dưỡng lão này, cô là người quan trọng nhất. Không, không thể nói thế được. Ông Hầu, không có tôi, mọi người vẫn sẽ sống tốt thôi. Không được. Không có cô, là nơi đây không thể gọi là ngôi nhà của mặt trời nữa. Không có tôi, vẫn là ngôi nhà của mặt trời. Ông Quá, cái này là tiệm hoa gửi tới, nó là gửi cho ông. Tôi biết rồi. Vậy gửi ông. Cảm ơn viện phó Ngô. Không có gì. Cảm ơn viện phó Ngô. Cảm ơn.
Alo, sao thế? Nhận được qua rồi. Cứ làm như cháu nói. Bông hoa này to thật đấy. Ông còn tưởng chỉ có mấy bông. Cháu bảo ông mang ra kiểu gì được. Tình yêu trong thiên hạ chỉ có nhanh là không thất bại. Nếu cháu đã nhận lời rồi thì để chị Tuệ dẫn cháu đi làm quen môi trường làm việc đi. Cháu đã quen lắm rồi. Con mắt của người vào chơi và người quản lý không giống nhau đâu. Nếu đã là người quản lý, vậy thì nên cho cháu quyền lợi của người quản lý. Quyền lợi gì? Quyền miễn trách nhiệm. Đã nói là thử rồi, vậy thì cháu không nên phải chịu phạt trong quá trình thử. Hợp lý mà. Vậy thì thử một ngày xem sao. Nào, tiểu muội đi với tôi. Đi nào. Hoa mâm xôi đỏ nở dọc bờ sông. Có một người thiếu niên thật khiến tôi yêu mến. Tâm sự chất chứa đầy lòng. Tiểu muội, tiểu muội, bà cháu đâu? Bài hát này là hát cho bà cháu nghe mà. Cứ tiếp đi. Tâm sự chất chứa đầy lòng, chẳng thể thổ lộ. Nhưng tôi mất điện rồi. Đây là khu vực rèn luyện sức khỏe. Sáng chiều các ông bà đều có đầy đủ thời gian đến đây vận động. Đây là khu vực ngủ. Một nửa là phòng đơn, một nửa là phòng đôi. Những người được bố trí chung phòng, một là phải tự nguyện, hai là phải cân nhắc đến độ hòa hợp và bù trừ trong thói quen sinh hoạt. Hàng tối sẽ có 4 lượt đi tuần tra. Lượt đầu tiên là 7 giờ tối. Lượt thứ hai là 11 giờ tối. Lượt thứ ba là 2 giờ sáng. Các bạn xem, với cả đây là viện dưỡng lão của nhà chúng tôi. Chỗ khác thì tôi không biết. Tóm lại chỗ chúng tôi thì lỗ liên miên. Nào các ông, chào hỏi một chút đi. Được, 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 nào, nào. Quay ông trước. Tiểu muội, tôi là Edison. Đừng đùa, nếu để người nhà nhìn thấy clip này, thế nào cũng có ý kiến. Hơn nữa đây là khu vực ở sẽ ảnh hưởng đến đời tư của các cụ. Không tới mức đó chứ, có đấy. Vệ sinh thực phẩm là quan trọng hàng đầu. Sáng nào cũng phải đến đây kiểm tra thức ăn được mua hôm đó. Đây là thực đơn cho một tuần. Cô xem thử sẽ điều chỉnh dựa trên từng cá nhân. Vì một số người kỵ một số món. Chuyện liên quan đến người cao tuổi đều không phải chuyện nhỏ. Bọn họ đều lo toan cho con cái và hy sinh cả đời. Chúng ta chăm sóc họ cẩn thận cũng là trách nhiệm xã hội chúng ta nên thực hiện. Kiểu phòng tắm to như vậy phải bị đào thải lâu rồi chứ. Đúng là hơi cũ. Nhưng người già tắm ở đây rất thuận tiện. Không gian rộng, thiết bị an toàn cũng rất đầy đủ. Anh à, phòng tắm nam này bao giờ mới sửa xong vậy? Còn phải mất một buổi chiều. Lại một buổi chiều nữa à. Nhanh lên, tôi chờ lâu lắm rồi đấy. Cháu không phải. Nhanh lên đi, tỉa mỏng một chút cho tôi là được rồi. Đừng làm hỏng kiểu tóc của tôi. Cái này thì đâu thể phá thêm được nữa. Ông, thế nào? Tôi không muốn thế này. Trông như sao hòa thượng ý. Không, không, không. Lần này thì ổn rồi chứ. Cái quái gì đây? Lần này thì không vấn đề gì nữa chứ. Tôi thích kiểu này. Chú Trương, đừng giả giờ nữa, mở cửa đi chú Trương. Chú Trương, chú Trương à. Chú Trương.
Ông, sao ông chưa tặng quà vậy? Ông nhanh lên chứ. Sao thế? Hôm nay ông bẻ mặt quá rồi. Nghe lời cháu đi tặng quà như một thằng đần. Bị lão hầu kia giết gọn rồi. Ông ấy dựa vào đâu chứ? Ông ta biết hát. Hát thì ai mà chẳng biết. Lần tới ông đừng đập nữa, đắt lắm đấy. Ông ta hát như mở live show vậy. Vị dưỡng lão này có ông già như thế cơ à? Ông ta đã ở đây mười mấy năm rồi, thâm căn cố đế. Vậy thì ông thắng chắc rồi. Viện trưởng Lâm nhìn là biết không phải cái kiểu đã rung động rồi, mà vẫn giữ khoảng cách. Hơn 10 năm rồi còn chưa có động tĩnh, kết quả đã được ấn định sẵn. Ông ta không có cửa. Ông lo xa quá rồi. Có tí chuyện nhỏ này, nghe cháu nói vậy, ông vẫn giàu thực lực đấy chứ. Cháu thực sự lo nghĩ nát ruột, cảm thấy bất lực, cần được nghỉ ngơi. Gì vậy? Cả người hôi rình, đi tắm một cái rạng đi ngủ được không? Nếu không ông ngủ kiểu gì? Được, ở đâu? Không tắm được rồi, đành hôi vậy. Dừng, dừng. Cho sang bên này tắm đi. Nghịch ngợm. Vì dưỡng lão này, nữ chẳng được mấy móng, 3 ngày chẳng có ma nào đến. Cháu cứ vào đi. Ông ở đây gác cho cháu. Gác thì là canh cửa. Ông đích thân canh cho cháu. Có ai không? Vào đi, vào mau đi. Vào nhanh đi. Ông canh cẩn thận đấy. Không có ai chứ? Không phải chứ, ông à. Ông canh cẩn thận đấy. Được rồi, ruồi cái cũng không cho vào đâu. Tiểu muội trẻ con quá. Tôi thật không hiểu nổi sao tự nhiên chị lại có ý định cho nó tiếp quản chỗ này. Nhưng thực sự là quá thiếu suy nghĩ. Tôi tin nó sẽ trưởng thành thôi. Có điều cần chút thời gian. Kiện đi. Kiện càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là đuổi mình đi. Đang xem gì đấy? Cái quái gì vậy? Đây là gì chứ? Canh bổ dưỡng trường thọ mà. Hậu đậu quá. Ông này, bây giờ ông đi tìm bà cháu, mách nghe đi, bảo cháu cố ý già phải ông, cố ý nhé. Ông quá, viện trưởng Lâm tìm ông có việc. Tôi đây, tôi ở đây, tôi nghe thấy rồi. Viện trưởng Lâm, ông quá nó không rảnh, đừng có mà linh tinh, tôi qua liền đây, tôi qua liền. Ông ấy bảo cứ không qua, cứ không qua. Quá tam sản. Cô vô liêm sĩ à? Anh vô liêm sĩ thì có. Đây là nhà tắm nữ. Cô đi ra ngoài đi. Dựa vào đâu chứ? Anh đi ra đi. Tôi ra kiểu gì được? Không đấy. Bà cô ơi, tôi xin cô đấy. Nếu cô không ra ngoài, tôi quay người lại đấy. Tôi quay được một nửa rồi đấy. Anh quay đi. Biến thái. Tiểu muội.
Cháu vừa mới vào trong à? Cháu chẳng nhìn thấy gì hết. Tiểu muội làm gì cháu rồi? Cháu hết trong sạch rồi. Ông quay lại hết rồi nhé. Cháu đừng buồn nữa, đừng có ý định gì. Ông không có ở hiện trường, ông ra bên ngoài chờ cháu nhé. Tam Sản, may mà cậu đến rồi. May tiểu muội cũng có ở đây. Bà Quế đã mấy ngày rồi không ra ngoài, đòi bằng được hai người đến bên bà ấy. Bằng không bà ấy sẽ không chịu đi đâu. Nhờ hai người đấy, chiều bà ấy một chút đi. Tuyệt đối đừng để bà ấy kích động. Nào đi nào, qua đây đi chung đi. Đi chung đi mà. Qua đây đi, đi chung. Bà Quế, bà xem đi vào trong sân này tốt rồi mà. Không, bà muốn ra công viên chơi. Đi, bà muốn ra công viên chơi. Đi thôi.